Sau đợt biểu tình dữ dội vào ngày 6 tháng 4, thì chính phủ nước này đã cho phép mở cửa trở lại hai cảng dầu với trữ lượng 200.000 thùng một ngày. Đây là kết quả thỏa thuận giữa chính phủ Libya và phiến quân nhằm chấm dứt 8 tháng đóng cửa nhiều cảng xuất khẩu dầu tại nước này. Hai cảng vừa được mở cửa trở lại là cảng Zuetina và Hariga. Đây cũng là hai cảng nhỏ nhất trong số những cảng dầu bị chiếm đóng do tranh chấp giữa phiến quân và chính phủ. Lượng dầu xuất khẩu của hai cảng này đạt 200.000 thùng một ngày. Chính phủ Libya cho biết hai cảng khác lớn hơn sẽ được tái hoạt động trong khoảng từ 2 tuần tới 4 tuần nữa. Đầu tiên, cảng Zuetina và Hariga sẽ mở cửa trở lại vào ngày Chủ nhật 6 tháng 4, kế đến là cảng Ras Lanuf và Es Sider sẽ thông thương trong vòng 2 đến 4 tuần nữa, dĩ nhiên là đi kèm điều kiện. Chi tiết thỏa thuận và điều kiện đi kèm không được công bố, nhưng việc tái thông thương hai cảng dầu sẽ tạo nguồn thu cho Libya vốn đang gặp khó khăn ngân sách suốt 3 năm qua. Xuất khẩu dầu của Libya hiện nay chỉ đạt 150.000 thùng một ngày, con số này thua xa mức 1,4 triệu thùng một ngày đạt được vào mùa hè năm ngoái, trước khi hàng loạt cảng dầu bị chiếm đóng.